Mình xin chào đến tất cả các bạn. Hôm nay mình có chuyến hàng đi từ Đà Lạt về Đồng Nai bằng con xe Asia. Thì hôm nay mình tiện vừa chạy vừa quay lại cái hành trình trên đường đi, cũng như là mình test xe cho các bạn hay hỏi về xe đi đường xa rồi này kia nọ. Thì xe mình trục trặc hay làm gì thì mình sẽ quay cho các bạn biết luôn. Các bạn xem video cảm thấy có ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh, like kênh và share cho mình. Rồi chúc các bạn xem vui vẻ. Xe mình thì đi đêm hôm qua do tình trạng là xe nó không có sạc vào bình nên chạy hết pin luôn, hết đèn luôn, không có bơm xăng được, cũng không có tín hiệu điện nên có đem theo cục sạc. Sạc xong rồi sáng chạy tìm gara, gặp chúng gara chuyên về điện luôn, motor điện, bơm điện, sạc dynamo đủ thứ hết, đủ thứ các kiểu, vô chúng hầm luôn. Nên xe mình thì không có bị vấn đề nặng, vì dây điện nó cũ thôi nên họ thờ thay.
Đó, các bạn coi mình vô tới chúng cái gara nó chuyên về Dynamo luôn. Nói chung là về về điện, nó liên quan về điện. Dây điện rồi công tắc rồi dynamo rồi sạc bình rồi bình ắc quy tất tần tật đủ thứ hết đó. Mình đang quay tới các phần cơ người ta đang vừa bán vừa sửa vừa làm mới lại luôn đó, cuộn dây cuộn đề rồi có đủ thứ hết. Thì video của mình quay cho các bạn coi là thợ nó đang kiểm tra lại phần dây, còn phần gầm máy móc thì ok. Để thợ nó kiểm tra lại dây dừa coi có nó bị mục mọt hay là nó chỉ trục chặt mấy cái vấn đề về dây lâu ngày nó có thể nó đứt, nó không có sạc được bình. Đây là mình đang quay ở dưới phần gầm cho các bạn coi. Đây là xe AC đời 97 các bạn. À, mấy năm rồi nhưng xe vẫn còn chạy tốt. Đây là phần điện, thợ đang kiểm tra. Ông nội, ông có biết gì mà ông đi cầm kia? Cái xe đó cái nhíp nó thẳng mẹ rồi. Bây giờ mình phải chồng lên thành nội điện. Nó có cần xuống vừa tới chân đèo Bảo Lộc rồi các bạn. Mình vừa đến vừa kêu anh đi cà phê với thuốc đi với ông anh. Bây
giờ mình mới kiểm tra lại bình, nó sạc ok các bạn. Xe là bình nó đã sạc ok rồi, giờ nghỉ ngơi cho thoải mái rồi bắt đầu lên đèo Bảo Lộc. Video của mình kết thúc ở đây, mình xin chào tạm biệt đến tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày thật mạnh khỏe, vui vẻ, làm ăn được nhiều thành đạt.